Mấy người bán xong cá về làng, Trung Thúy Hoa họ đã chuẩn bị xong bữa ăn rồi. Hôm nay có thể bắt được nhiều cá như vậy, có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, tất cả đều là công lao của Vũ Hải. Lúc này Lôi Đại Hữu cười lên, rót rượu vào bát Vũ Hải. Chuyến này mọi người cùng nhau ra biển kiếm nhiều tiền, ăn một bữa ăn để ăn mừng là đúng. Đáng tiếc hôm nay chỗ chúng ta đánh cá, ngày mai chắc chắn sẽ đầy thuyền đánh cá. Không cần đợi đến mai đâu, bây giờ nơi đó chắc chắn toàn là tàu cá chiếm giữ rồi, xếp hàng chờ thủy lưu. Dù sao thì chúng ta cũng đã kiếm được tiền rồi, không cần phải tham gia nữa. Chuyến này ra biển, mấy người chúng ta cũng đã kiếm được một khoản tiền. Mấy tháng tới không ra biển cũng được. Trọng Đại và Lôi Đại Hữu đều gật đầu. Hôm nay thật sự là kiếm được rất nhiều tiền. Hôm đó Vũ Hải câu cá về, cả bến tàu chỉ có vài người chúng ta. Nếu cậu ấy thật sự muốn giấu chuyện này, không muốn cho chúng ta biết, có rất nhiều cách. Đây là Vũ Hải cho chúng ta cơ hội phát tài. Những chuyện của Vũ Hải sau này phải ghi nhớ trong lòng. Khi cậu ấy có việc, phải giúp đỡ nhiều hơn. Ngay lúc này, chủ nhà hàng tư nhân Kim Lăng Hoa trên thị trấn, Ngô Duy Minh, nhận được tin tức từ Lưu Cường. Có một chàng trai thường bắt được cá lớn. Hỏi suốt đường đi xong chạy đến đây. Xin hỏi cậu có phải ông chủ Triệu không? Tôi là chủ nhà hàng tư nhân Kim Lăng Hoa, Ngô Duy Minh. Chính là tôi, anh có việc gì không? Là như vậy, tôi điều hành một nhà hàng tư nhân hàng đầu. Tất cả những thứ tốt của cậu, ví dụ như run cắt đầu to chẳng hạn, tôi sẽ trả giá cao, muốn bao nhiêu thì bấy nhiêu. Vũ Hải lập tức gật đầu đồng ý. Nhân tiện, ở đây có thuyền đánh cá đưa người ra biển câu cá không? Làng trải ven biển của thật có người đưa người ra biển câu cá, nhưng tôi không hiểu rõ tình hình lắm, phải hỏi một chút mới biết có thuyền của người nào làm việc này, đặc biệt là chi phí thế nào. Hơn nữa người này là mở nhà hàng tư nhân, phải có quan hệ tốt với anh ta. Tôi thường chủ yếu kiếm tiền bằng cách đi câu cá trên biển, run cắt hay gì đó thì phải đợi thủy triều thích hợp mới có thể đào được. Hôm nào anh muốn câu cá anh có thể đến trực tiếp, tôi sẽ đưa anh ra biển. Ồ, có thật không? Bây giờ đi luôn thì sao? Trong xe của tôi có một cái cần và một cái tủ lạnh, tôm nam cực và vân vân đều có. Hôm nay thì không được, bây giờ không còn sớm, bỏ lỡ thủy triều tốt nhất. Bây giờ ra biển không có cá gì, ngày mai nhé. Được, một lời đã định. Nói xong, Ngô Di Minh quay người rời đi. Chuyện này đáng tin cậy đấy. Chỉ dựa vào bán cá không thể kiếm tiền tốt, nhưng đưa người ra biển câu cá là một chuyện khác. Đảm bảo thu hoạch, tính phí vận chuyển 200 tệ một lượt, tự mình bắt thêm vài con cá, bao nhiêu cũng là tiền. Vũ Hải, đưa người ra biển câu cá, tiền này có thể kiếm được, và đó là một cách tốt. Vấn đề này Lưu Bân Phủ quyết nói rằng thả lưới đánh cá thực sự có thể kiếm tiền. Nếu gặp được đàn cá, có thể kiếm được hàng ngàn hoặc hàng chục ngàn ngay lập tức. Đưa người ra biển câu cá, có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Gặp được đàn cá, một ngày tốt lành như vậy một tháng không có mấy lần. Hầu hết thời gian có thể có một lần là tốt rồi. Trong làng chúng ta và các làng xung quanh có rất nhiều người chuyên đưa khách ra biển câu cá. Thu phí theo đầu người. Một người 150 tệ hoặc 200 tệ. Thuyền đánh cá nhỏ hơn có thể chở 3 người. Một tháng có mấy lần. Số tiền kiếm được không ít hơn những người như chúng ta ra biển thả lưới đánh cá. Đặc biệt là 2 năm gần đây, người đưa người ra biển câu cá ngày càng nhiều. Một số người vốn dùng lưới đánh cá bắt cá đều chuyển nghề. Tôi cũng đã nghĩ về chuyện này, nhưng không dễ dàng. Một là những thứ dùng để đánh cá đã mua như lưới đánh cá, tất cả đều bị loại bỏ. Một điều quan trọng hơn nữa là thả lưới đánh cá đã 20 năm. Những nơi quen thuộc đều là nơi câu cá. Điểm đánh cá và điểm câu cá không giống nhau, phải làm lại từ đầu. Thời gian và công sức không phải là một ngày hai ngày. Vũ Hải thì lại khác, mới bắt đầu vào ngành, có rất nhiều cơ hội lựa chọn. Vũ Hải gật đầu. Trọng Đại và Lưu Bân đánh cá nhiều năm, những chuyện như vậy có kinh nghiệm cá nhân không nhất định là chính xác. Ví dụ, như người đánh cá dẫn người ra biển câu cá bất chấp mọi điều kiện. Trên thực tế, nếu người ta dẫn dắt không thể bắt được cá, khách sẽ ngày càng ít. Một tháng chỉ có 2-3 chuyến, sẽ há mồm uống gió Tây Bắc. Nhưng dù sao đi nữa, rất đáng để xem xét. Sáng hôm sau, Vũ Hải lái thuyền đưa hai người Ngô Duy Minh ra biển câu cá. Lúc này Ngô Duy Minh nhìn xung quanh, khoảnh khắc cảm thấy hơi quen thuộc. Đây chẳng phải là nơi lần trước tôi câu cá sao? Ngô Duy Minh, đây có phải là nơi lần trước anh câu được nhiều cá không? Người này tên là Hứa Nguyên Giang. Tối qua trong lúc ăn cơm, Ngô Duy Minh khoe khoang lần trước câu được rất nhiều cá. Cả nhàm chó câu được mấy con. Thực tế kỹ thuật câu cá của Ngô Duy Minh rất kém. Hứa Nguyên Giang một chút cũng không tin anh ta có bản lĩnh như vậy. Nghe nói hôm nay đến câu cá, vốn là có một cuộc họp kinh doanh quan trọng. Đều tìm cách đẩy đi, để tớ xem thử. Hứa Tổng, biết anh không tin, trước đây đúng là không bắt được cá. Nhưng chắc chắn không phải là kỹ thuật của tôi không tốt. Nhưng ông chủ tàu đó không được. Nơi đưa đến đều không có cá hoặc là chỉ có cá nhỏ. Một lần câu được 3-4 con cá, thậm chí không được một con nào trên đầu mỗi người trên thuyền. Làm sao có thể câu được cá? Đây mới là cao thủ. Ngô Duy Minh chỉ vào Vũ Hải. Ngay lúc này, đầu cần câu của Hứa Giang lắc vài cái, sau đó kéo lên, là một con cá hồng đen lớn hơn 1 cân. Vũ Hải lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bắt được nhanh như vậy, hơn nữa là cá hồng đen, đó là một dấu hiệu tốt. Trên biển không chỉ có cá, mà chắc là có một đàn cá hồng đen không nhỏ. Tiền đã nhận rồi. Mỗi người 200 tệ tiền vé thuyền cộng thêm 50 tệ tiền mồi.
Moji Minh không bắt được cá, đặc biệt là Hứa Nguyên Giang sẽ không nói gì. Nhưng chuyến sau rất có thể sẽ không tìm tới mình ra biển câu cá nữa. Như vậy là mất một khách hàng. Đúng lúc này đầu cần của Moji Minh cũng lắc lư vài lần, kéo lên mặt nước, kích thước lớn hơn một chút so với của Hứa Nguyên Giang vừa câu được. Ông chủ Hứa, tôi vừa nói gì nhỉ? Thật sự không phải là kỹ thuật của tôi không được, mà là chỗ mấy ông chủ tàu đó đưa đi, căn bản không có cá. Được rồi, nơi này chắc chắn có cá. Nói chuyện lãng phí thời gian. Nhìn con cá tôi câu lớn hơn. Không phục phải không? Có khả năng câu một con lớn hơn tôi đi. Vậy thì có gì tuyệt vời đâu. Hôm nay chỉ mới bắt đầu câu cá, đợi thêm chút thời gian, chờ lát nữa tôi sẽ câu một con 3 cân cho anh xem. Chờ anh câu được rồi mới nói lời này đi. GZ Shop, xem xong nhấn like mới là xinh gái đẹp trai.